có thể thay đổi avatar này. Đây, password. Đấy. Ngoài ra thì cái mật khẩu thì ở đây cái này là các bạn để lưu nên nó sẽ tự phin vào nha, nên nó sẽ có vài đấy đâu, còn kia bạn nhập đấy nhà bạn thì nó vẫn bắt vài đây là mật khẩu giống như ở cái phần đăng ký ấy. Đấy, nó phải khớp thì nó mới cập nhật được thành công. Đấy, mình sẽ update lại. Tại do lúc nãy mật khẩu đã đổi rồi này, nó sẽ không không đúng, nó phải nhập lại mật khẩu mới này. Đấy, các bạn hạn chế lưu cái mật khẩu này nha. Khi các bạn đã lưu ở đây thì nó sẽ tự append vào cái ô input này đấy, nhưng mà nó sẽ không 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 để những cái giá trị mà nó append như này thì nó sẽ không không đẩy vào đâu. Đấy, còn avatar cái thông tin nó kiểu thì bạn có thể cập nhật được trong này.